Myanmar cũng vừa thay người. Vào sân là số 4 Jini Naung. Sự xuất hiện rất đáng chú ý của cầu thủ Việt kiều Martin Lò, người đã có khởi đầu ấn tượng trong áo của Phố Hiến tại giải nhất. Thanh Thịnh, Tấn Tài, Đức Chiến là những người rời sân. Đức Nam. Martin Lò không vào. Martin Lò đã tung ra cú đá từ xa bất ngờ và rất chính xác. Nói chính xác thì rất uy lực, đường nét chỉ thiếu một chút may mắn thôi. Tình huống hy hữu. Trung Đại Dương xuất điểm, tỷ số được mở cho An Giang. Một pha ghi bàn rất kỹ thuật của Nguyễn Trung Đại Dương, bàn thắng thứ 3 của tiền đạo nhập tịch. Cả hai trung vệ của Phố Hiến đã bị hút theo những hướng di chuyển của các cầu thủ khác, và Nguyễn Trung Đại Dương với một khoảng không khá rộng ở trước mắt đã tung ra một cú dứt điểm vô cùng hiểm hóc, hạ gục thủ môn Huỳnh Hữu Tuấn. 1-0 cho An Giang. Vũ Chí Công đã phạm lỗi với Trọng Long. Một pha xoạc bóng của Chí Công đối với Trọng Long. Martin Lô, một pha chơi bóng vào vòng cấm. Phải mất tới 2 nhịp thì thủ môn Đặng Ngọc Tuấn mới bắt được quả bóng trao vòng vừa rồi của Martin Lô. Vẫn còn. Rồi, dứt điểm. 2-0 cho An Giang. Một pha phản công sắc bén, và người đã nâng tỷ số lên 2-0 cho An Giang đó là Phạm Văn Lộc. Đội trưởng Lê Ngọc Bảo đã xoài cả người để cản phá cú sút của Phạm Văn Lộc. Tuy nhiên cú dứt điểm của cầu thủ này vẫn nhanh hơn một nhịp. Cầu thủ số 27 Phạm Văn Lộc ghi bàn. 2-0 nghiêng về An Giang sau 24 phút bóng lăn. Câu lạc bộ An Giang 2. Đại Dương. Trung Trung Đại Dương. Tống Quân Hợp đã phải nhận thẻ vàng sau tình huống kéo ngã Đại Dương trong tình huống phản công vừa rồi của đội khách. Trong khi hàng công vẫn chưa tìm được đường vào khung thành thủ môn Đặng Ngọc Tuấn thì hàng thủ đã để thủng lưới tới 2 bàn. Sẽ có những va chạm trên sân PVF. Những cầu thủ trẻ đang không giữ được cái đầu nóng của mình.
Phạm Hồng Sơn đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài Đỗ Văn Hiếu. Lôi thằng Sơn, lôi dậy Sơn. Đang dẫn trước 2-0 và điều mà các huấn luyện viên lo ngại nhất là các cầu thủ trẻ của mình không giữ được sự bình tĩnh dẫn tới những trận văn hòa. Trọng Long, Montillo, Xuân Nam. Các cầu thủ An Giang đang có rất nhiều cầu thủ để bảo vệ khung thành của thủ môn Đặng Ngọc Tuấn. Họ chỉ cắm một mình Nguyễn Trung Đại Dương ở phía trên, trông chờ vào những tình huống phản công. Đường chuyền rất thoáng của Xuân Nam cho Huỳnh Sang. Dứt điểm. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 cho Phú Hiến. Người lập công là Martino. Phút thứ 29 và cách biệt được rút ngắn xuống còn 1 bàn cho thầy trò bên Hứa Hiền Vinh. Một pha dàn xếp tấn công rất tốt của đội chủ nhà Phú Hiến. Đường căng nhằng vào phía trong đã được Martino dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ môn Đặng Ngọc Tuấn. Bàn thua thứ 2 của An Giang ở mùa giải này. Pha nhả bóng trước đó rất thông minh là của số 12 Nguyễn Đức Lợi. Và Martino đã có cú dứt điểm chính xác rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Phú Hiến. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn trên sân vận động PVF, trận đấu giữa Phú Hiến và An Giang. Đây là những cổ động viên của đội chủ nhà Phú Hiến. 12 đội bóng thi đấu tại giải quốc gia AFF 2019 sẽ tranh một suất rưỡi lên chơi tại V-League 2020. Đội vô địch sẽ giành vé trực tiếp lên chơi tại mùa giải tới, trong khi đội đứng thứ 2 sẽ đá playoff với đội đứng thứ 13 sau khi mùa giải V-League 2019 kết thúc. Đó là một tình huống phối hợp rất tốt nữa của cầu thủ Phú Hiến. Và người vừa sút bóng lại là Martino. Cầu thủ đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Phú Hiến. Các cầu thủ Phú Hiến có kỹ thuật cá nhân khá tốt. Giờ này đứng trước bóng là Martino thay vì Nguyễn Xuân Nam như quả phạt cách đây ít phút. Khoảng cách này thì có hai lựa chọn cho Martino, đó là đá phạt. Martino đánh đầu. Cú ném bóng lên rất hợp lý. Phạm Hồng Sơn không hề có pha phạm lỗi. Người vừa có pha lấy bóng rất kỹ thuật là Martino. Phúc Thông, Xuân Nam rất kỹ thuật. Đường chuyền của Tống Quân Hợp. Cội tông vào. Sẽ chỉ có một tình huống phát bóng lên cho An Giang thay vì một quả phạt góc dành cho Phú Hiến. Cơ hội lại vừa đến với Martino. Tuy nhiên điểm tiếp xúc bóng của Martino trong tình huống vừa rồi lại không tốt. Martino, Tống Quân Hợp, cú sút rất xa. Đức Thông,
đã không tốt trong tình huống dứt điểm vừa rồi và bóng đã đi không chính xác. Pha đi bóng hơi đơn giản của Martin Lo. Hơn 10 phút hiệp hội đã trôi qua và tỷ số vẫn đang là 2-1 nghiêng về đội khách An Giang. Xuân Nam. Đúng đây, hai đều cho An Giang. Xin lỗi quý vị các bạn, đó là hai đều cho Phú Yến. Đó là cú đúc của Martin Lo. Phút thứ 58 và tỷ số đã được cân bằng 2-2. Người ghi bàn một lần nữa cho Phú Yến là Martin Lo. Vẻ mặt ngán ngẩm của thủ thành Đặng Ngọc Tuấn khi các đồng đội ở phía trên đã không thể theo kèm những đường truyền chết người của cầu thủ Phú Yến. Với màn trình diễn như thế này, có lẽ Martin Lo nhiều khả năng sẽ được triệu tập trong đội tuyển U22 Việt Nam. Trợ lý Kim Han Yun có lẽ sẽ đưa ra rất nhiều đánh giá đối với Martin Lo. Một pha đệm bóng chính xác của Martin Lo sau đường truyền của Nguyễn Xuân Nam. Một pha đệm bóng chính xác và góc cao của khung thành thủ môn Đặng Ngọc Tuấn. Quá khó cho thủ thành người An Giang. Đây là những ghi chép của huấn luyện viên Kim Hyun. Ông Kim vừa được bổ nhiệm làm trợ lý cho Nguyễn Pang So. Và trong thời gian tới, ông sẽ là người dẫn dắt đội tuyển U22 Việt Nam đá trận giao hữu với U22 Myanmar vào đầu tháng 6. Trận đấu sẽ diễn ra trên sân vận động Phú Thọ, một trong những sân vận động đạt đẳng cấp rất tốt. Lợi thế tâm lý đang thuộc về Phú Hiến sau bàn gỡ hòa hai đều của Martin Lo. Đánh đầu không được rồi. Cuối cùng thì trọng tài đã xác định lỗi của các cầu thủ chủ nhà Phú Hiến. Một tình huống khá nguy hiểm. Bóng đã chạm đầu của số 23 hậu vệ cánh trái Nguyễn Thành Lộc. Nhưng đó là một pha để bóng chạm đầu không chủ động của hậu vệ này. Phút 72 và tỷ số đang là 2-2. Cả hai bàn thắng của Phú Yến được ghi do công của Martin Lo. Rất quan trọng đối với Phú Yến. Cơ hội có lẽ là cuối cùng của trận đấu này. Bóng ở trong không được. Như vậy là trận đấu trên sân động PVF giữa Phú Yến và An Giang đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Sau khi bị dẫn 2-1 trong hiệp 1 thì bàn thắng duy nhất của Martin Lo trong hiệp thứ 2 và là bàn thắng thứ 2 của anh trận đấu này đã giúp cho Phú Yến giành lại một điểm trên sân nhà trước An Giang. Với trận hòa này thì An Giang tiếp tục là đội bóng bất bại tại giải nhất quốc gia FS 2019 và họ vẫn giữ được vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng sau Bình Phước. Buổi tường thuật trận đấu giữa Phú Yến và An Giang của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những trận đấu tiếp theo.